Vâng, xin kính chào tất cả quý bạn nhé. Chúng ta là quay trở lại kênh YouTube của phòng kinh doanh xe cũ công ty Total Cảng để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất hàng ngày về đại lý. Thì Fortuner máy dầu số sàn vẫn luôn là cái lựa chọn, dù chạy gia đình hay kinh doanh thì cũng đều được anh em mình hỏi rất là nhiều. Thì trong đó có những cái dòng xe phong cũ, mặc dù giá cả so tới thời hiện tại là năm 2020 giá những chiếc xe này không hề xuống, nhưng mà vẫn được anh em rất nhiều anh em quan tâm và hỏi mình. Thì hôm nay nhé, mình sẽ lại giới thiệu tất cả mọi người một cái mẫu xe Fortuner số sàn, và đây là phong cũ nhé, và phong cuối cùng được sản xuất năm 2016. Chiếc xe này màu xám bóng chuột và mang biển ở thành phố. Như mình đã nói đó, sau khi những cái mẫu xe Fortuner mới lắp ráp hay là nhập khẩu có mặt tại Việt Nam, và so tới thời điểm hiện tại thì những mẫu xe đó đang có mức giá khuyến mại cũng tương đối nhiều, từ dao động từ 80 đến 100 triệu cho tất cả những cái mẫu số tự động hay là số sàn. Nhưng mà những cái phong cũ như này ấy, lại vẫn là những cái xe mà được anh em hỏi mình nhiều nhất. Có khả năng là do cái nội thất nó rộng rãi. Thì hôm nay nhá, mọi người chúng ta lại đi tham khảo nhanh một cái mẫu xe chạy gia đình và được sản xuất, mình nhắc lại nhé, năm 2016 và là phong cũ, mang màu xám bóng chuột. Thì sang đến đời 2015-16 chúng ta có thể phân biệt được cái form này nhờ cặp mâm. Đó là tất cả các màu thì đều có cặp mâm màu xám bóng chuột và màu cùng theo xe, dù là màu bạc này hay là màu đen thì cái mâm này nhá đều mang cái mâm màu xe đen. Còn từ cái form mà chúng ta 24, 23 trở lại ấy, thì cái mâm nó màu bạc thôi. Thì trong tất cả những cái xe mà về bên mình ấy, thì cái màu xám bóng chuột là cái màu mà cũng tương đối hiếm, bởi vì đa phần vẫn là những màu bạc nhiều hơn. Màu xám thì trông nó cứng cáp hơn, đi kèm với cái mâm màu đen thì nó cứng hơn rất là nhiều. Thì chiếc xe này được bên mình thu về trong buổi chiều ngày hôm qua, tức là ngày thứ bảy, thì bên mình đã hoàn tất cái công đoạn làm đẹp Maruri của Nhật Bản nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu này, anh em nào mà chúng ta còn chưa có dành dòng xe này chúng ta tham khảo. Trên cung đường kết hợp là 7,4 lít trên 100 km, và trong đô thị là 9,1, còn ngoài đô thị là 6,4, đúng không ạ? Rất là phù hợp cho những anh em nào mà chúng ta ở những cái vùng mà đồi núi hay là có những cung đường mà xấu thì đều ưa thích cái dòng xe này. Và kể cả những anh em nào chúng ta ở thành phố vậy thôi thì cũng hỏi mình rất là nhiều những cái form này về để chạy kinh doanh, thay vì chúng ta lựa chọn Innova. Mặc dù những cái chiếc xe này như mình nói đó không hề rẻ nhá, và mức độ trượt giá không nhiều. Về phụ kiện xe này thì đã được chủ nhân lắp thêm bộ ghế da và highlight nhé, màu đen và màu kem, thì nó cũng tương đối khá hài hòa với cái màu xe bên ngoài. Sàn xe đây, xe này bọc trần rồi nhé, sàn xe còn khá sạch. Tất cả những cái xe bên mình thu về thì dụng cụ thứ là đều còn đầy đủ nhé, bao gồm kích này, dụng cụ mở bánh xe và thêm cái bình chữa cháy đây nữa này. Lúc nào bên mình cũng giao toàn bộ đầy đủ cho bên mình. Đó, bô này, độ thêm cái chụp ống bô. Rồi chúng ta qua bên này quan sát nhanh. Vỏ còn khá mới nha. Vỏ này chúng ta khỏi cần coi đát, bởi vì sang năm 2016 thì chắc chắn nó phải thay vỏ rồi. Nhưng mà chúng ta mua xe cũ ấy, thì chúng ta thừa hưởng những cái vỏ này thì mình ước tính cũng còn khoảng độ 80%. Thì trung bình một chiếc xe với vỏ của Fortuner thì chúng ta chạy khoảng độ trung bình đi, cho tất cả cung đường là khoảng độ 60.000 thì chúng ta có thể thay vỏ rồi. Đó, phần nội thất thì chúng ta quan sát nhanh này. Nội thất thì còn tương đối cũng khá mới. Bộ ghế da được phối hai màu, màu đen và màu kem. Chiếc xe này nó đang chạy được số km là 130.000 km nhé. Thì
như mình đã nói đó, tất cả những cái xe mà bên mình thu về thì cái số km nó cũng không có quyết định quá nhiều đến chất lượng và giá cả chiếc xe, bởi vì quan trọng nhất vẫn là lịch sử bảo dưỡng nha quý bạn nha. Thì nếu mà cái xe mà chúng ta không có đâm đụng, không ngập nước mà chúng ta cứ thường xuyên chúng ta vào bảo dưỡng cứ 5.000 một lần theo cái định kỳ của Toyota thì có lẽ là máy cũng không vấn đề gì đâu quý bạn ạ. Chúng ta phải chạy lên đến tầm khoảng độ 400-500.000 km thì chúng ta mới phải nghĩ đến cái chuyện mà làm lại máy. Bây giờ mình sẽ để cái máy lên cho các bạn thấy nhé, quan sát cái động cơ. Đó, mở capo á. Rất là nhiều anh em ở những cái vùng miền xa xôi, kể cả Thanh Hóa này, Quảng Bình, Đà Nẵng hay là miền Tây thì hỏi mình rất là nhiều dòng Fortuner này, nhưng mà hỏi mình những cái dòng mà thấp để chúng ta tiết kiệm chi phí, ví dụ như 209 hay là 10 hay 1 hay 12. Mà thực tế những mẫu xe đó thì bây giờ cũng khó để kiếm. Bởi vì là chúng ta đã biết rồi đó, Fortuner mà đời 210 hay là 9 rồi chúng ta chạy mục đích kinh doanh thì số km thì nó cũng rơi vào tầm khoảng độ 400-500 ngàn rồi. Như vậy thì bên mình thu về sẽ phải tốn rất là nhiều cái chi phí để bảo hành, bảo dưỡng cũng như là cam kết cho tất cả anh em khi mà chúng ta mua cái xe tại công ty Toyota Cảng. Nên là bên mình hạn chế thu dòng đó nhé. Chúng ta cố gắng chúng ta mua những chiếc xe đời mới này một xíu thì yên tâm hơn. Chúng ta quan sát kỹ phần động cơ một xíu đi. Nếu mà bây giờ mà cái form mà 210, 21 thì cũng có mức giá tầm độ trên 500 các bạn nhé, không hề rẻ. Nên anh em mình cũng liên hệ mình rất là nhiều, nhưng mà có lẽ là khó để tìm được một chiếc xe đẹp. Chiếc xe này được bên mình kiểm tra lịch sử đầy đủ nhé, và ngày xưa có lịch sử mua tại bên mình và bây giờ khách hàng đổi sang một dòng xe khác, nên là anh em hoàn toàn yên tâm về cái lịch sử bảo dưỡng, bảo hành cũng như lịch sử bảo hiểm. Vâng nhá, chiếc xe này đang được bên mình niêm yết với mức giá là 770 triệu cho một mẫu Fortuner số sàn, được sản xuất năm 2016. Và anh em nào chúng ta chưa đủ kinh phí thì có thể liên hệ bên mình để bên mình tư vấn cho cái gói vay qua thông qua ngân hàng tài chính của Toyota với lãi suất là 0.4% trên một tháng nhé. Và còn rất nhiều những cái mà mức ưu đãi khác nữa. Thì cảm ơn và hẹn lại.